bây giờ chúng tôi sẽ thử các món ăn của các bạn. Xin mời Nguyên Giáp. Em làm món gà nướng ăn với lại là khoai tây và các loại quả nướng ăn với lại là khoai lang chiên giòn. Cái rau ở dưới của em cho là rau gì đó? Thì đó là lá giang ạ. Tại sao em lại để vào trong này? Cái món gà này tại vì em sẽ làm, em nghĩ là nó hơi ngọt nên em nghĩ là có một cái vị chua để nó dằn lại, thì có thể đây là một cái thiếu sót về kinh nghiệm của em khi mà xử lý lá giang. Em cho tỏi nướng vào để làm gì vậy? Em nghĩ là tỏi cũng là một cái loại gia vị mạnh để làm nồng lên cái mùi và giúp cho dễ ăn với lại là cái gà. Và cách trình bày cũng giống như các nguyên liệu đi kèm, làm tôi nhìn món ăn đó trên dĩa ăn không giống như nguyên liệu thừa mà là tươi. Cảm ơn em. Dạ. Xin mời Thùy Dương và cô Minh Thủy. Xin mời cô Minh Thủy. Hôm nay tôi xin gửi tới ban giám khảo món súp kem gà. Nguyên liệu kem tươi chắc là đặc biệt của cô phải không? Kem tươi cream. Mà cô làm sai. Hơn 20 năm tôi nấu cái món này và chưa bao giờ có ai nói rằng là không ngon và không đúng. Tôi không biết rằng là dựa vào chỗ nào ban giám khảo mà lại nói là tôi làm cái này sai. Trong súp kem gà đòi hỏi cô phải xử lý được mùi bột. Mùi bột khi mà cô xử lý là không đủ thời gian xào, bởi vì nguyên tắc nấu sốt này là phải mất 20 phút để xử lý cái bột đó thì mới hết được mùi bột. Và hoàn toàn súp kem gà của cô bị sai và không thể chấp nhận được. Cảm ơn cô. Xin mời Thùy Dương. Đây là món gà xé phay. Tằm gỏi á hay là nằm nộm á, thì nguyên tắc đầu tiên của các bạn phải nhớ, tất cả các nguyên liệu đều phải thái như nhau. Các bạn muốn món ăn đẹp. Việc thứ hai, hành tây ở đây các bạn không hiểu các bạn cắt kiểu gì, và cái thì tròn, cái thì dài. Các bạn không phải thích cắt như thế nào là các bạn cắt. Các bạn cắt làm sao để bày lên cái món ăn mà người ta nhìn thấy tổng thể của món ăn nó phải thật sự là đẹp. Bây giờ tôi gắp miếng này lên tôi ăn bằng cách nào? Bắt lỗi của ban giám khảo sáng nay về cái sự cắt thái của tôi là rất là đúng. Bởi vì sao? Bởi vì trong đầu tôi là xé phay chứ nó không phải là gỏi. Gỏi thì có thể là mình làm nó đều đặn, nhưng mà xé phay thì riêng và ngay cả miếng gà cũng vậy nữa. Xé ra chứ không phải là làm chằn chặn từng miếng một. Chúng tôi xin mời Thanh Hòa và Thái Hòa. Xin mời Thái Hòa. Em có thể chia sẻ tên món ăn và cách làm? À, em gọi là gà bí mật. Cái gì em? Gà bí mật. Bí mật. Tại vì không thấy được ở dưới là gì. Em nấu nước sôi và có gừng. Và em trụt sơ để cho cái gà nó bay bớt mùi. Sau đó em lấy cái phần gà thịt và em áp chảo và em nêm thêm xì dầu. Dạ, và tiêu ở trong đó và em để ra. Và cái phần ở trên là em lấy bánh mì em nướng lên. Em xay với ngò, em xay với lá chanh. Và em cho thêm parmesan cheese, cái phô mai xay vô.
công thức này là của em. Dạ. Em có thể cho tôi xin cái công thức này được không? Dạ được. Khi ban giám khảo nhận xét tốt về món ăn của tôi thì tôi rất là vui, và anh Hải nói là chỉ cho ảnh công thức này nọ. Tôi nghĩ rất là ảnh vậy chắc ảnh chọc mình thôi, chứ làm gì mà mình làm được tới cái kiểu mà ảnh xin công thức. Nhưng mà ảnh lặp đi lặp lại như vậy thì tôi nghĩ biết đâu vậy là một cái gì mới của mình và được đánh giá cao, cho nên là tôi rất là vui. Đúng rồi, gà ở dưới. Gà Ném ném cái gà với cái sốt. Hết sảy. Thực sự món ăn chị ngon quá. Ôi, cảm ơn chị. Và đó là sự khác biệt của những bếp trưởng này và bếp trưởng khác. Đó là những cái ý tưởng, những cái ứng dụng tiết kiệm trong nhà hàng của mình. Ok. Cảm ơn. Xin mời Thanh Hòa. Hôm nay tôi nấu cái món gà xào, sả, ớt và gừng. Là canh thì canh củ dền đỏ với lại cà rốt. Mà tôi nhớ canh này thì má tôi hay nấu khi còn nhỏ, nói là ráng ăn đi con, cái này bổ máu. Thế tôi rất là thích cái món canh này. Khi anh nói thì tôi thấy anh rất cảm xúc với cả cái món canh này, lý do tại sao? Xin lỗi. Tại vì tôi hay nhớ đến... người mẹ của tôi. Ngày xưa chắc bác cũng thường hay nấu món này cho anh ăn. Đúng vậy. Một món ăn rất Việt Nam. Dạ. Cơm trắng, củ dền. Dạ. Với cả gà xào sả ớt. Cái mùi ướp của anh rất tốt. Anh có cho nước mắm? Dạ có. Có một chút xíu nước mắm đúng không? Dạ có. Dạ. Mà còn sả nữa. Dạ. Nhưng hôm nay cái mùi vị của em chính xác, rất là ngon. Cảm ơn. Yeah. Yeah. Good. Thank you. Tôi luôn luôn nấu từng món ăn và mọi lúc đều có một cái sự chăm chút và cái tất cả cái niềm đam mê. Và tôi luôn luôn nghĩ rằng là dù với bất cứ món ăn nào, nếu mà nấu bằng hết cả cái niềm đam mê của mình thì cái món ăn đó sẽ được cái sự đáp lại là rất là rất tốt. Những món ăn xuất sắc đã được nếm, ai sẽ chinh phục được ban giám khảo và là người có món ăn ngon nhất để giành được lợi thế lớn trong phần thi tiếp theo đây? Cái vị nó ngọt, vị nó ngon rất tự nhiên. Nếu như một kẻ không nêm nếm cũng vẫn nó tự nhiên như vậy. Đấy, mà cái gia vị để mà ướp gà nó không quá nhiều. Ok. Trong thi nấu ăn thì sẽ có người nấu ăn ngon nhất và có người nấu ăn dở nhất. Nếu như bạn không thể hiện được phong độ của mình, kỹ năng nấu nướng của mình và đam mê nấu nướng của mình thì ngày hôm đó các bạn phải chấp nhận là những món ăn dở nhất. Món ăn mà dở nhất ngày hôm nay là của chị Minh Thủy và Thủy Dương. Các bạn cần phải cố gắng hơn nữa, bởi vì thử thách kế tiếp sẽ cộng điểm của vòng thử thách này. Là người ngon nhất. Đó là anh Thanh Hòa. Người thắng cuộc của vòng hộp bí mật này được quyền chọn nguyên liệu cho mình và chọn nguyên liệu cho những thí sinh còn lại để nấu. Thái Hòa chọn một nguyên liệu mà Thái Hòa thích để nấu ngày hôm nay. Đó là quyền lợi của người thắng cuộc của vòng hộp bí mật này. Cảm ơn bạn. Thôi rồi anh. Và bây giờ
Mời hai bạn theo chúng tôi đi vào kho nguyên liệu.